cái trụ dưới cũng còn nhiều máu, cũng đứng trên có đánh nhau. Và hai thành viên bên phía của số độc soi đang vắt giò lên cổ và chạy. Người đầu tiên nằm xuống đó là vị trí sẵn là nó phù hợp hơn, có một cái an toàn. Nếu mà lên tướng thì nó hơi đang ăn đang thua. Đây chúng ta đã có nét vẽ tử thần, vẫn là ba viên chính xác. Ở đây thì Ragnarok đã được lao vào thẳng mặt vị trí của Zabike, nhưng mà đã có đồng hồ cát. Trong khi đó thì ở đây đằng sau lưng Singed đang thả độc liên tục vào người của các đội tuyển lại để ngăn chặn lối đánh của bên CG, và CG đang phải đánh lui lại rồi. Và đây là một cú hất tung được rất nhiều người, đó là ba người bên phía của số độc soi, nhưng Yasu đã bị ạ gục bởi đó là Bitfo rút phía bên kia, và Minit thì đang cầm dìu để chạy về, trong khi đó đang sử dụng mà thôi. Và đây là đồng hồ cát để có thể cản bớt đi những cái sự tấn công đến từ Blood Gamer, và thêm cả tổng đồ hóa được các thành viên của số độc soi đang muốn phản công, và người đang chịu rất nhiều sát thương đó là Alista. Anh ta quay ngược trở lại trả một cú hất tung và sau đó bị hạ gục bởi Bitfortune, nhưng Đúc vẫn chưa muốn dừng lại, anh ta chưa mất giáp hồi sinh, anh ta vẫn đang còn hổ báo, và cả vị trí của Zihin cũng vẫn còn giáp hồi sinh trên người. Và đây là tốc biến đấm thẳng mặt đối phương, đấm gục được đó là vị trí của người cho đi rừng bên phía số độc soi, và có lẽ mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc với số độc soi hay chăng, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Năm thành viên bên phía của tuyển Cup Gamer đã hủy diệt thành công. Trận đấu đầu tiên cũng đã diễn ra hết sức suôn sẻ và chúng ta sẽ cùng nhìn qua có lốc của riêng mình. Và đây là một tình huống gửi thư thẳng vào mặt của Yasu. Có vẻ như đây là một quyết định cũng tương đối là mạo hiểm đến từ các thành viên của Soul of Soi. Và Ngộ không đang được quẩy nhưng Alista quá trâu. Yasu đã bị hạ gục bởi đó là supporter bên phía của Soul of Soi, và bão đạn đã được sử dụng ép góc cho thành viên của Soul of Soi phải lui đi. Và qua đó thì Clan Gamer họ vẫn chưa muốn dừng lại, mất giáp hồi sinh của Vi. Và Ngộ không thì bị hạ gục tốc biến lên chơi thẳng vào người của Bitfortune, đó là vị trí của F2Y, và F2Y thất bại là đang lấy đi con Baron này, và vừa rồi thì quá yếu máu xúc tơ phải lui đi. Và đây là tối hậu thư được gửi ra, người đang bấm cho mình đồng hồ cát đó là vị trí của Yasu, và sau đó anh ta sử dụng một cú vẩy kiếm là đủ, tiếp tục lướt lên và có cho mình được rất nhiều điểm hạ gục. Có thể đây sẽ là quét sơ thì cho thành viên của Clutch hay chăng đây, nhưng không xả ra, nhưng mà có đồng hồ cát, nhưng hết đồng hồ cát thì không thể nào chạy được từ vị trí của Winter Sun. Và qua đó thì Clutch Gamer họ đang dần hủy diệt từng người một bên phía của Soul of Soi. Ngộ không vào để quyên sinh, và điều đó cũng xảy ra tương tự với O70, và các thành viên của Clutch Gamer họ xuất sắc chiến thắng Soul of Soi với tỷ số là 2-0. Và chúng ta đoán FPT trận này vẫn là Đúc mà thôi, với một KDA còn khủng khiếp hơn cả trận